nếu mà ảnh làm công việc gây mê hồi sức, không biết ảnh gây mê là ảnh có hồi sức không? Hên xui à. Bác sĩ thấy sao bác sĩ? Thấy kìa. Bây giờ chưa có mối tình nào hả? Dạ chưa bao giờ. Chưa bao giờ? Dạ. Vậy là có được hôn lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Trời ơi, 25 tuổi mà chưa được hôn lần nào, sao thiếu sót dữ vậy? Chỉ là đừng đẹp quá, phải không? Ủa sao kỳ vậy? Người ta tìm người đẹp sao em đừng đẹp quá là sao? Tìm người đẹp quá thì em phải bận tâm với cái việc lúc nào em đi kế bên em phải làm sao cho mình phải đẹp cũng bằng hoặc hơn. Chở Trình ơi là không to rồi. Hả? Chọn không to hả? Dạ. Để làm gì? Mẹ muốn không to thì đẻ. Bạn tên là gì? Dạ, em là Dương Xuân Thắng. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi ạ. 25, đến từ đâu? Em đến từ Buôn Mê Thuột ạ. Buôn Mê Thuột, bạn làm nghề gì? Dạ em là bác sĩ ạ. Ủa bác sĩ nữa hả? Bác sĩ nữa. Hôm nay mình có duyên với bác sĩ vậy ta. Bác sĩ chuyên khoa gì bạn? Dạ gây mê hơi sức ạ. Rồi mời bạn gái của mình. Dạ, con chào chị Quyền Linh. Dạ, con chào chị nào. Ủa, xin lỗi. Chào chị Quyền Linh sao? Dạ, em chào chị Cát Tường. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Trời. Chào chị Cát Tường nha. Chào chú Quyền Linh nha. Dạ, chú Quyền Linh chào con. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em dạ, tên gì? Em tên là Lê Thanh Hương. Em năm nay là 25 tuổi. 25 tuổi và em là giáo viên mầm non ạ. Giáo viên mầm non là mình đi dạy cho người ta hay là trường công hay trường tư hay là như thế nào? Dạ, cái nhà trẻ nho nhỏ này là em mở hả? Em mở luôn. Dạ, là em là chủ trường mầm non. Dạ. Em có thương con nít không? Em cưng tụi nó lắm luôn á. Vậy em cưng trẻ con em có cưng người lớn không? Dạ cưng lắm luôn á. Cưng luôn hả? Dạ. Trước tiên á là chị thấy là giữa em với bác sĩ bên kia kết hợp nhau là rất là thuận lợi để mình chăm sóc cho các bé luôn đúng không? Dạ nhưng mà ảnh làm công việc gây mê hồi sức. Không biết ảnh gây mê rồi ảnh có hồi sức không? Hên xui. Hên xui à. Bác sĩ thấy sao bác sĩ? Thích rồi đó. Sao thích cái gì? Em thích nghề giáo viên. Nghề giáo viên hả? Nghe giọng dễ thương quá. Em ơi em yêu trẻ như vậy em có thời gian yêu người lớn chưa? Dạ bây giờ thì chưa. Nhưng mà tùy theo người lớn. Nếu mà người lớn đáng yêu hơn trẻ thì mình phải nhín thời gian cho người lớn chứ ạ. Từ xưa giờ chưa có mối tình nào hả? Dạ chưa bao giờ. Chưa bao giờ? Dạ. Vậy là có được hôn lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Trời ơi 25 tuổi mà chưa được hôn lần nào sao thiếu sót dữ vậy? Rồi bác sĩ bên đây nè. Có khi nào bạn gây mê cho bệnh nhân mà lúc bệnh nhân mê rồi mình nhìn thấy bệnh nhân đẹp quá không? Câu hỏi này nhạy cảm quá. Nhưng mà bệnh nhân gây mê vào là phải lột sạch hết quần áo mà thì làm xong công việc của mình. Nhưng mà có khi nào có cảm tình với một bệnh nhân nào chưa? Dạ chưa. Nhưng mà lý do tại sao không có tình cảm với bất cứ cô nào? Thì do đi học thì em tập trung chủ yếu vào việc học. Với lại cũng hơi tự ti với bản thân. Là cũng tích lũy chưa có được nhiều. Nên em cũng chưa có muốn tìm người yêu. Bạn làm bác sĩ được bao lâu rồi? Dạ em chỉ mới ra trường năm nay thôi ạ. Ủa mới ra trường thôi hả? Dạ. Hiện nay đang làm bệnh viện nào? Dạ em làm ở bệnh viện Đại học Tây Nguyên ạ. Đại học Tây Nguyên ở Buôn Mê Thuột luôn? Dạ. Lý do nào bạn đến thành phố để tham gia chương trình này? Dạ em đang ôn thi vào cái lớp 6 đại học ạ. Rồi bạn xem chương trình hay là người nào giới thiệu? Dạ em xuống Sài Gòn thì do em con một nữa nên là mẹ ở nhà cũng mở tivi xem nên mẹ xem thấy hay mẹ giới thiệu em xem cho đỡ buồn. Em xem em thích em đăng ký. Ủa bạn nữ bây giờ mình đến chương trình làm tìm người yêu hay là mình muốn để là kết hôn luôn? Ý định là em tìm bạn có ý định lâu dài luôn. Vậy thì cái mẫu người lý tưởng của bạn, bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Thanh niên nghiêm túc, có lối sống lành mạnh, có lý tưởng. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng cái người đàn ông mà bạn muốn là như thế nào không? Đó là chú Quyền Linh đó. Wow. Cỡ bằng 1/10 như vậy là được rồi. Cảm ơn. Bạn trai mình không thích người bạn nữ mình ở điểm nào vậy bạn? Dạ, em không thích bạn nữ quá ngang bướng, không thèm lắng nghe ý kiến của người khác á, bảo thủ về quan điểm của mình. Tiêu chí chọn người yêu thế nào? Về tính tình thì nó giống như là nhân vật Hoàng Dung trong Thần Điêu Đại Hiệp á. Em có biết cái nhân vật này ạ. Nhưng mà theo em biết á, chỉ có người hiền lành như Quách Tĩnh thì mới có thể chấp nhận được Hoàng Dung thôi. Chứ cỡ như mà Dương Khang là đâu có chịu nổi đâu. Thấy chưa? Bên này giống Quách Tĩnh không? Cũng hơi giống. Hơi giống đấy. Bây giờ em không thích cái điểm nào ở người bạn trai của mình. Chỉ là đừng đẹp quá. Phải không? Cũng sao kỳ vậy? Người ta tìm người đẹp sao em đừng đẹp quá là sao? Tìm người đẹp quá thì em phải bận tâm với cái việc lúc nào em đi kế bên em phải làm sao cho mình phải đẹp cũng bằng hoặc hơn. Ủa vậy là giờ xấu cũng được hả? Mập ốm gì cũng được hết trơn hả? Dạ xấu. Sao em dễ dãi vậy? Chú được không? Chú mà xấu ai mà chịu nổi chứ. Dễ thương ha. Dạ. Sao con kêu bà chú bằng chú hoài vậy? Tại chú già. Không phải. Rồi cảm ơn con nhiều, để qua chú nói bên này đẹp trai lắm, đẹp hơn chú nhiều. Trời ơi, nhưng mà không được, nói nghe nè, trước khi mà chị qua chị coi mặt chị phải hỏi em bữa nay em đi tới chương trình là em đi tới với ai? Dạ em đi với mẹ, em gái và một người bạn thân. Ồ vậy hả? Có mẹ nữa hả? Đâu mẹ em đâu? Dạ chào cô. Dạ cô thấy anh bác sĩ ở bển sao cô? Thấy cũng được. Được hả cô? Mà sao con gái cô không có dễ dãi quá, không có cần thiết ngoại hình rồi vậy sao vậy cô? Không dễ đâu nha. À, có nghĩa là nói vậy chứ không phải phải vậy hả? Không phải. Tức nói chung á là đòi hỏi về hình thức á thì không nhiều. Dạ. Nhưng mà đòi hỏi về nè nội tâm, tính cách thì rất quan trọng. Dạ. Hai em ơi, hai em cầm cái bảng gì cao cao cho chị không đọc được chữ. À, trân trọng mọi thứ là phương châm của em. Thật ra nguyên bản của nó là như thế này: trân trọng mọi thứ là phương sao chăm sóc của tôi, kể cả bạn. Những người xung quanh tôi thường là những người rất là dễ thương. Thì không biết là bởi vì tôi là người may mắn hay tôi cũng là người dễ thương. Không biết bạn có muốn tham gia trong nhóm này không? À, thật là ý nghĩa hết. Ở bên kia là có mẹ đi theo ha. Ở bên đây không có mẹ. Như trước khi đi mẹ có dặn gì không? Thì mẹ dặn cố gắng kiếm người yêu cho mẹ vui. Kiếm người yêu cho mẹ vui thôi hả, chứ em không vui hả? Em vui làm cho anh. Mẹ có ra tiêu chuẩn chọn con dâu thế nào không? Một tiêu chuẩn thôi là hông to là được. Hả? Ủa, chọn hông to hả? Dạ. Để làm gì? Mẹ muốn hông to gì đẻ. Sao? Hông to là sao? Dì đè chị. Ủa rồi bên đây hông nhỏ rồi, không có to rồi giờ sao ta? Ai biết. Thôi về đi coi mắt hay là coi hông? Ông đó tiêu chuẩn của mẹ em thôi, còn em thì... Tiêu chuẩn của em sao? Về hình dạng thì đừng có quá gầy, có da có thịt, đại khái cỡ như chị nhưng mà đừng trẻ như chị là được, trẻ hơn. Trời ơi, bác sĩ chơi chữ tôi kìa, câu đầu tôi tính mừng tôi chưa kịp cười nữa. Rồi gì nữa, không thích gì nữa? Nói chung không to được rồi. Người ta không có to. Đó. To đâu mà to. À, hỏi bạn gái bên kia lúc giận dữ mặt bạn có dễ thương không ạ? Giận dữ mà mặt dễ thương hả? Con gái có người lúc họ giận nên nhìn họ rất là dễ thương. Vậy hả? Mình muốn lấp lanh nhưng mà nhìn mặt cáu cọ mà khó chịu quá là nhiều lúc mình lại không muốn lấp lanh. À. Rồi đến chút kia bằng kia. Bây giờ mở màn lên là bên đây là làm cho bạn làm sao cho bên đây người ta giận đi. Rồi mình coi thử coi là giận là có dễ thương không nha. Ok. Trời ơi hông to. Rồi ta kéo màn lên. Hông to hả? 2 phút các bạn sẽ gặp nhau, nhìn nhau và đi đến quyết định. 2 phút bắt đầu. Các bạn. Theo tiêu chuẩn như vậy là không vậy được chưa ạ? Ok. Nếu mà anh nhường cho em hỏi trước thì em chỉ hỏi một câu thôi à. Ừ. Đối với anh cái gì là quý giá nhất ạ? Cái mình đang có các bạn. Đây là câu trả lời em cảm thấy hài lòng nhất. Dạ. Em đã hỏi rất là nhiều người mà chưa ai trả lời được cái câu trả lời này. Nhìn em rất là xinh. Dạ em cảm ơn. Em thích. Em cảm nhận về anh như thế nào? Anh là một mẫu người nhìn khá là phong độ giống như chú Quyền Linh, rất là đẹp trai. Quyền Linh ơi. Cô giáo mầm non thì rất là kiên nhẫn. Bây giờ thí dụ như giờ em tưởng tượng đây là giờ học sinh mầm non của em đi. Em sẽ dạy cho bé này một bài hát. Bé tập hát thử coi nó thế nào. Hả? Chúng ta có 1 phút để dạy bài hát này. Chuẩn bị 2, 3, bắt đầu. Nghe anh hát câu dân ca sao mượt mà, lòng em thương quá. Một câu thôi. Bé dạy bé mà dạy khó quá vậy trời. Dạy đi, dạy bắt đầu. 2, 3. Em hát câu dân ca sao mượt mà, sao mượt mà, lòng anh thương quá, lòng anh thương quá. Đó, cái này anh nói nha. Giỏi quá à. Cái chữ thương này là anh nói nha. Trời nhưng mà cô giáo ơi, cô giáo dạy học trò mà, em bé mà cô giáo dạy bài người lớn hay cô giáo phải dạy bài em bé rồi mới được. Thôi, hết giờ rồi. Mà hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định nhấn nút hay không nha. 3, 2, 1. Trời, bấm lẹ ghê. Bác sĩ bấm lẹ lắm. Vừa chưa tới 1 là bấm đi liền. Ông cô giáo cũng lẹ lắm. Hai người rất là dễ thương á. Nắm tay nhau đi, được rồi đấy. Nắm tay cô giáo cái ha. Chúc mừng hai bạn nha. Bác sĩ cảm nhận như thế nào? Thầy rất là ấm. Ấm hả? Dạ. Cô giáo thì thấy sao? Dạ, nó hơi bị lạnh. Sao vậy? Vậy nó mới hòa hợp, âm dương hòa hợp mà. À. Lạnh nóng với hai bên mà nóng hết chắc banh nhà quá. Chúc mừng hai bạn và mong rằng hai bạn sẽ hướng đến một cái tương lai tốt đẹp là hai người sẽ góp gạo thổi cơm chung nhé. Dạ, bác sĩ phải kêu tụi bằng chú nha, không kêu bằng anh nữa nha. Dạ, tụi Quỳnh Linh ạ. Hai con cố gắng nha. Dạ. Đám cưới mời chú nha con. Dạ. Rồi nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Chào em. Dạ, em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1986, tuổi Dần. Hiện tại công việc của em là kế toán, đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng quê quán thì ở Đồng Nai. Rồi mời anh trai. Kính chào tất cả các vị khán giả trong trường quay, cùng MC Quyền Linh và chị Cặp Lan thân mến. Chào bạn gái bên kia. Tôi tên là Nguyễn Thành Tâm, năm nay 42 tuổi, sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, quê quán tại Quảng Nam. Tôi là kinh doanh bên ngành kim hoàn. Tôi là thợ bạc á anh Tâm hả? Dạ đúng rồi anh Linh. À thợ bạc. Dạ. Em cũng trải qua một cuộc tình đổ vỡ. Nó cũng sống trong được 6 năm nhưng mà vì nó cuộc sống nó không có được hòa hợp lắm, nó không có thuận bùm xuôi gió. Chính vì đó phải chia tay nhưng mà em không có cái khâu chỉ sống vậy thôi, không có con cái, chưa có con cái. Chưa con cái gì hả? Dạ. Em cũng rất khao khát để có chương trình để tạo điều kiện cho em để có một cái cuộc sống tiến tới hôn nhân. Điểm mạnh điểm yếu của Tâm là gì? Dạ xin phép điểm mạnh của em là sống thật thà, chịu khó, biết tôn trọng mọi người từ trên xuống dưới. Tất cả bốn bên nội ngoại, hết ông bà cha mẹ từ bé đến lớn rất tôn trọng, không có hút thuốc, nhậu nhạt cũng ít, hạn chế, không có vấn đề gì đó. Mình lấy vợ được mấy năm mà chia tay? Dạ, mới vợ được 6 năm Linh. Ở 6 năm mà không có con nào hết. 6 năm, nó có nhiều cái trong cuộc sống, nó nhiều cái vướng bận lắm. Nhưng mà mình có cái sai nào trong đó không? Mình thật thà quá, hiền lành quá. Chính điều đó người phụ nữ hay lấn tới. Vậy đó hả? Dạ, hay lấn tới. Vậy đâu phải sai đâu. Thương vợ, quý vợ, tôn trọng vợ nhiều quá, nhiều lúc thấy mình như vậy nhu nhược á, người phụ nữ nó khá thích. Rồi, được rồi. Dạ. Mời nhà gái. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em á là người sống tình cảm và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Cũng có sự hoạt ngôn, vui tính dễ gần. Còn cái điểm yếu của em thì em hay cằn nhằn và nóng tính. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, một mối tình. Kéo dài mấy năm? Dạ, khoảng 3 năm. Sao chia tay? Dạ, cái tuổi lúc đó là nó chưa có xác định nhiều thứ á, nên em thấy cũng vì những cái điều đó mà mình chia tay thôi. Và sau đó thường thường cái mối tình đầu thì mình thường thường dùng bằng cảm xúc nhiều hơn. Khi mà chia tay rồi thì em mới thấy là giữ lý trí và cái cảm xúc của mình thì em thường lấy lý trí. Từ đó tới giờ cứ lý trí không? Đúng rồi. Anh Tâm là anh có cái tiêu chí gì để tìm người vợ tương lai cho mình không? Quan trọng nhất một con người sống thật thà, trung thực, hiền lành, chịu thương, chịu khó, có trách nhiệm gia đình, chứ còn không cần sắc đẹp bên ngoài đâu. Đấy không quan trọng hình thức, chỉ quan trọng nội dung thôi. Rồi vậy thì còn bạn gái, mình mong muốn như thế nào về người bạn trai sắp tới? Một người đàn ông mà không có tính gia trưởng, hướng mình về gia đình, thì em nghĩ người mà hướng về gia đình thì họ sẽ biết chăm sóc gia đình và chu toàn cái trách nhiệm đó thì cái hôn nhân nó mới bền. Một cuộc hôn nhân mà không có sự chia sẻ em nghĩ chắc chắn nó sẽ không có bao giờ bền được. Có người qua coi mắt em kìa. Dạ. Bạn gái, ồ dễ thương quá. Dạ em chào anh. Nãy giờ mình trao đổi qua mình biết được cái đường tình duyên trắc trở của hai bên thế nào rồi ha. Em không thích người đàn ông ở cái điểm gì nhất? Dạ không thích người đó biết hút thuốc, tại vì em bị dính mùi thuốc lá. Đây không có hút thuốc rồi. Dạ. Với là một cái người đàn ông mà hay cằn nhằn theo như giống như là cái tính của người phụ nữ á, là em rất là không đồng tình. Nãy giờ em thấy cái người bên đây nói chuyện hợp với em không? Tính tình thấy có được không? Theo cái tiêu chí thì em thấy là có thể là phù hợp. Còn để mà hiểu và sâu hơn thì có thể sau chương trình. Ok. Bây giờ cô gái nói cho chị Lan nghe là em thích cái người đàn ông cao cỡ nhiêu? Cỡ 1m67 trở lên. Ốm hay mập? Dạ vừa cân đối. Trắng càng tốt, da ngâm cũng ok. Rồi 1m67 trở lên đúng không? Đưa mọi người. Chào gì cậu Lan? Dạ chào anh. Trời ơi, về ngoại hình là chị thấy rất ngon. Ngoại hình ok. Anh ơi, cái nhẫn này bây giờ mình làm một cái nhẫn thiệt được không anh? Chứ nhẫn này nhẫn giả em mua ở chợ Bà Chiểu. Rồi giờ anh chế tác y chang vậy được không? Được chị, được. Tại em thích cái nhẫn này quá. Được chị. Được đúng không? Dạ, giờ hết cái hộp rồi nè. Có nhiêu đó rồi. Em rớt hết viên rồi. Anh nhắm khoảng nhiêu tiền? 18, vàng 18, 18 là 14 triệu đồng bao nhiêu ca? Vàng 18 cho nó rẻ. Dạ. Ủa đang làm hai tự nhiên. Làm phải dưới 5 triệu. 5 triệu được rồi. Em sẽ đi lên cái tiệm kim hoàn của anh để em nhờ, chứ em hỏi nhiều người không ai làm cho em được cái lá giống vậy hết trơn á. Em mê nó lắm. Rồi em đã hết công việc của em rồi. Vậy thôi đó hả? Vậy thôi. Chủ yếu làm là cái nhẫn thôi hả? Chủ yếu làm cái nhẫn thôi. Hỏi anh đi với ai? Anh lên đi với ai? Đây là đó có chị gái mặc đồ trắng. À dạ. Mình là chị gái của Tâm. Thì hôm nay đi thì chị thấy em gái bên này thì cũng được, thì cũng dễ thương, mà cách nói chuyện thì cũng duyên dáng đó. Nhưng mà cho hai đứa tìm hiểu rồi có cơ hội để tiến tới thì Tùy hai đứa quyết định nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình. Em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với người em cùng quê. Dạ. Chào em. Em hàng xóm của chị Tuyết đây. Thì hiện tại là em thấy anh là đáp ứng đủ tiêu chí của chị. Đúng là một người chị đi tìm kiếm. Em mong là hai anh chị có thể cùng nhau bấm nút để cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, vâng, cảm ơn em gái. Bây giờ chúng ta mở rào. Bắt đầu đi Tâm. Chỉnh trang cho nó đẹp. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, tiến tới luôn. Dạ, em chào anh. Em có món quà em tặng anh. Để anh tặng em trước. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Đây là món quà chiếc nhẫn. Anh làm bên ngành kim hoàng. Anh làm kinh doanh bên hàng trang sức á. Dạ. Chính anh có chiếc nhẫn để tặng cho em. Dạ. Và anh đưa cái tay, anh ra mượn cái tay của em. Trời ơi, nó đẹp ông nội mẹ ơi. Lui quân từ từ làm cho bà sao, bà mối. Dừng luôn em, đẹp quá, đẹp rồi. Trời ơi, đẹp quá mọi người. Cho mượn tay, mượn tay. Trời ơi, cái mẫu này tôi thích dữ lắm. Về chỗ đi, bữa nào tôi kiếm ông nào bấm nút cho làm cho. Dạ, yeah, cũng có một món quà tặng cho anh. Đặc biệt là trong cái mùa Covid này thì em thấy là cái mật ong nó có cái tăng sức cái đề kháng. Và một cái tinh dầu nó sẽ làm cho cái tinh thần của anh nó được thoải mái. Mật ong này nó có cái độ ngọt và nó cũng sẽ giúp cho cái sự ngọt ngào của cái buổi gặp mặt đầu tiên của em với anh nó được ngọt hơn. Cảm ơn em nha. Chúng ta cảm nhận lần đầu tiên mình gặp mặt đó thế nào? Dạ, theo em á thì anh nhìn dễ mến. Thì em thấy anh hiền. Còn em biết anh nhận xét gì về em? Anh từ em thấy anh cũng hiền, tính anh cũng hiền. Dạ. Giờ dễ mến. Anh ra là bởi vì quan điểm của anh đưa ra muốn lên chương trình này tìm một người là phải người sống và hiền lành, sống một cáo đạo đức. Anh không cần ngoại hình nhiều đâu. Dạ. Bởi vì anh cần một con người biết lo gia đình, có trách nhiệm gia đình là tốt rồi. Nếu mà chương trình này em cảm thấy mà anh hợp với em á, dạ, thì em sẽ cho anh một cơ hội, dạ, để hai đứa mình tìm hiểu nhau. Dạ. Vậy theo anh thì anh nghĩ gì về quan điểm về tín ngưỡng? Tại vì em là người có đạo. Em có đạo gì vậy? Dạ, em đạo Thiên Chúa, đạo Công giáo. Vậy hả? Tất cả mà về đồng đều hết rồi, nhưng anh mới đạo Phật giáo. Đạo ai nấy giữ. Dạ. Không vấn đề. Còn nếu chúng ta thuyết phục được nhau, cảm giác rằng chúng ta có thể theo đạo bên ai cũng được mà. Thật ra do mình thỏa thuận. Đúng rồi, mình tìm hiểu thêm một cái đạo của đối phương không hay lắm. Không sao đâu, quan trọng các bạn có yêu nhau hay không thôi. Hiện tại giờ thì em thấy là hôn nhân người ta có thể thay đổi. Còn đối với em thì khi em đã chọn là em quyết định trọn đời. Theo anh thì nếu mà tìm hiểu và đi đến hôn nhân, chọn cái thời gian đó là bao lâu? Tôi thật sự ra thì cũng tuổi cũng âm giữa anh với em thì cũng lớn rồi. Nếu được thì cuối năm em, cuối năm tổ chức. Dạ. Nhà mình được mấy anh em? Dạ, nhà em được ba chị em gái. Em là út. Dạ, chắc bố mẹ già lắm hả em hả? Dạ, ba mẹ em thì cũng 70 hết rồi. Dạ. Còn gia đình anh thì sao? Anh thì nhà anh bốn anh em, bốn chị em, anh là út ở nhà. Dạ. Sống thật thà, hiền lành. Chính điều hiền lành mà chắc phát đó anh mới đổ vỡ cho vậy. Bởi vì nó nhiều cái cuộc sống nó vẫn có muôn màu muôn vẻ mà. Cái hiền lành đó của anh mà để cho cái hôn nhân bị đổ vỡ thì em không hiểu. Bởi vậy chính điều đó anh mới muốn đi tìm một người mà biết cơ sở, một người vợ, một người mà kế tiếp bây giờ là nó phải biết chung thủy, sống phải có trách nhiệm chia sẻ gia đình. Còn tiêu chí của em thì em cũng tìm cái người chung thủy, bởi vì bản thân của em cũng sống rất trọng tình cảm nên em cũng không có muốn cái người mà đồng hành với mình có sự lừa dối. Em hơi ích kỷ trong tình cảm. Còn cái tính chất công việc của anh thì như thế nào? Công việc của anh thì đó, anh làm anh buôn bán kinh doanh này nó bất thường lắm, thời gian nó bất thường, nó lúc là khách nhiều khách ít á. Dạ. Nhưng mà nếu mà đã xác định mà đã tìm hiểu được một người thì anh sẽ hy sinh tất cả. Em thì cũng có tự tìm hiểu mà cũng có những cái lý do mà cứ bận công việc. Em thực sự nếu mà một người thực sự muốn phát triển cái mối quan hệ của mình và nó một cách nghiêm túc á thì họ sẽ biết hy sinh và họ sẽ biết chọn cái gì quan trọng. Và bây giờ mục tiêu của anh với em đi tìm hôn nhân thì em nghĩ là cái tiêu chí đó là mình phải tôn trọng cái hôn nhân nhiều. Tại vì em cũng đang muốn lập gia đình. Rồi vậy giờ mình nói luôn tới chuyện hôn nhân đi. Mình đám cưới xong rồi mình sanh bao nhiêu đứa con? Dự định khi nào thì sẽ sanh? Mà sanh trai trước hay gái trước? con cái thì nó một đứa cũng được, hai đứa cũng được, nhưng mà kiểu chỉ có đứa con để cho nó vợ chồng nó có một cái chất xúc tác á. Bởi vì chính điều đó anh phải hối thúc trong thâm tâm anh là muốn để có một người vợ sớm. Dạ. Càng sớm càng tốt. Em cũng muốn cho gia đình mình được hạnh phúc và cũng muốn sinh những đứa con, một ngôi nhà, hai đứa trẻ. Bây giờ Tâm bước tới nắm tay bạn gái, nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện, mình cảm nhận cái người đối diện thế nào, cái bàn tay có ấm áp hay không, và hát một bài nào đó để giao lưu về âm nhạc, về cảm xúc nào đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Tại anh lạnh quá. Nếu mà anh cảm thấy nhìn anh hoặc với em á, hai đứa mình cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình. Dạ. Sống mà biết chia sẻ yêu thương, nhiều nhìn nhau. Theo em thì cũng vậy, em cũng muốn như vậy. Anh sẽ hát cho em một đoạn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một làng không gian đổi mới, con hai đứa chúng ta mà thôi. Cái chữ thôi, cái nó thôi đi đâu mất tiêu. Em tâm đắc cái bài lựa chọn một vì sao từ cái thời mà em lúc 18 tuổi. Người ơi em luôn mơ ước được cùng anh, khắc tên hai đứa mình kết vì sao ái tình. Người yêu hỡi trăm năm mình chỉ có chung đôi kiếp này thôi, thì ta hãy cùng nhau tìm một vì sao sáng riêng ta. Ta sẽ đưa ra quyết định bằng nút bấm của riêng mình nha. Yeah. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3. Hết thời gian. Đánh dấu ngày gặp mặt đầu tiên. Đây đi. Xin phép anh này. Dạ. Trời ơi. Hãy tìm hiểu nhau thật kỹ, càng sớm càng tốt, cũng trễ rồi đó nha. Đốt cháy giai đoạn đi để mình được yêu thương nhau, để về chung một nhà, để cùng chăm sóc lẫn nhau. Rồi, tuyệt vời đó. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt sân khấu ha. Dạ. Bạn trai giới thiệu cho đàn gái nghe luôn nha. Dạ. Qua cái rào mình nói chuyện lớn lên cho hai bên bắt đầu tìm hiểu nhau. Dạ. Lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào đại diện nhà gái. Xin chào quý diễn giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin chào bạn nữ kế bên. Em tên là Trần Văn Lượng. Năm nay em 24 tuổi. Hiện sinh ra ở Cà Mau, còn lớn lên thì ở nhiều nơi lắm. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Lượng làm gì? Dạ em làm đủ nghề hết. Đôi khi làm điện, làm lạnh, rồi đôi khi máy lạnh hư cũng sửa. Phòng ốc dơ cũng phải sửa. Em làm quản lý khách sạn. Cơ khí gia dụng này kia đó hả? Dạ không, em làm quản lý khách sạn. Trời ơi. Quản lý khách sạn làm đủ thứ việc luôn. Dạ. Tại vì trẻ quá, 24 tuổi à? Dạ. Làm ở Lượng làm ở quận mấy? Dạ ở quận Nhất ạ. Quận Nhất. Nói xí nó nghe là làm công việc của khách sạn hay là làm Lượng làm quản lý khách sạn nhưng mà sửa máy lạnh, sửa nước, sửa gì cũng được, nói chung là đủ thứ. Nếu mà như vậy là không phải là quản lý, như vậy là chủ của cái tòa nhà đó luôn á đúng không? À, chủ anh không tới đâu, kiểu giống như khách sạn với em nó ăn như một, không có em nó chạy cũng được. Khách sạn của em hả? Dạ của chủ em ạ. Quản lý. Rồi mời nhà gái. À, con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân cùng toàn thể các vị khán giả, cũng chào bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Lý, con đến từ Đắk Nông, hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con làm gì mà con nói nhanh dữ vậy? Con nói chậm rãi và nói lớn lên cho cô nghe coi nào. Dạ. Hiện con đang làm việc trong một phòng khám nha khoa tại Sài Gòn. À vậy đó hả? Phòng em tại Sài Gòn. Dạ. Con nhiêu tuổi rồi? Con mới 26 tuổi ạ. 26 tuổi. Dạ. Đến từ Đắk Nông đúng không? Dạ. Đang ở Sài Gòn luôn. Dạ. Làm việc ở Sài Gòn luôn. Dạ. Làm về nha khoa nha bạn ơi. 26 lớn hôm nay 2 tuổi đó. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. À, gái lớn hơn 2 không? Cũng được. Rồi, bây giờ mình nói điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn đi. Và con thì có điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng, dễ hòa nhập với môi trường. Còn điểm yếu của con thì con hơi nóng tính một chút xíu. Hơi nóng tính? Dạ. Nóng tính có nghiến răng không? Dạ không. Vậy hả? Chứ giờ nóng tính thì thỉnh thoảng trong công việc thì đó có những cái điểm mình khi nào làm việc mà căng thẳng ấy thì mình hơi bị stress, mình hơi khó tính một chút xíu ấy. Nhưng mà lúc mà mình làm gì giận dữ mình đập không không mình run rẩy, cố gắng kiềm chế lại, không cố gắng kiềm chế lại và tiếp tục làm công việc của mình chứ không tiếp tục làm, đúng không, chứ không thể hiện một cái gì hết. Nhưng mà trong lòng mình cảm giác mình khó chịu thôi, mà mình vẫn kiềm chế mình làm. Hơi nhỏ. Rồi còn có cái điểm cái tật xấu nào không? Dạ không, không có tật xấu. Rồi mời đàn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là có tính tự lập, thẳng thắn. Còn điểm yếu là đôi khi thẳng thắn quá người ta mất lòng người ta. Đúng rồi, đôi khi tùy theo việc thẳng thắn. Ví dụ như cô đó cô xấu quá, em nói trời ơi, em xấu quá là không được. Em nói trời em nhìn cũng xinh xinh. Thí dụ như thế. Mình cũng đừng thẳng thắn quá. Nhiều khi mình nói thật nhưng mà người ta đau lòng, phải không? Có những điều không nên nói thật. Thí dụ như mập là mình nói chị đó hơi mập. Vậy thôi nha. Thôi, nói gì mà cũng nói được á, thật sự. Em mờ được rồi đi, làm như mình ốm lắm vậy đó, thiệt là mệt mỏi. Nói nghe nè cưng, mình nói về cái tình trường của mình đi. Con đã trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất là do bạn trai kia, kiểu như là con không cần một người giàu có đâu, nhưng mà người đó phải có ý chí tiến thủ để cố gắng lo cho tương lai của hai đứa. Nhưng mà người đó lại không có sự nỗ lực ấy. Tức là người đó không có ý chí cho nên con chia tay. Cái mối tình đó được mấy năm? Mối tình đã được khoảng 8 tháng. 8 tháng. Rồi, mối tình thứ nhì? Mối tình thứ hai thì người đó này cũng khá là giỏi, anh ấy mở công ty. Nhưng mà do là cái kiểu người ta giỏi ấy, người ta lại có đòi hỏi những cái kiểu như người phụ nữ là giỏi viết nước, đảm về nhà. Con cảm thấy là không phù hợp. Là hơi gia trưởng đúng không? Đúng rồi, con có gia trưởng. Cho nên con đều chia tay. Sau đó thì chia tay. Một người ở cực này, một người ở cực này. Đúng không? Vậy thì bây giờ, thôi, để bây giờ cô qua kia cô coi cái người em có mấy mối tình sao? Em nói cho bà mối nghe đi. Em chào chị. Chào cưng. Có mấy mối tình này nói bà mối nghe đi. Em từ trước tới nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi ạ. Đó là mối tình duy nhất. Dạ, đó là thời em học đại học. Quen bạn đó từ trong suốt quá trình học cho tới khi ra trường luôn. Thì sau khi ra trường tụi em đi làm việc xa nhau á. Bạn thì ở dưới Bạc Liêu, còn em thì chuyển lên Sài Gòn công tác, bắt đầu lập nghiệp trên Sài Gòn. Thì khoảng làm việc khoảng chừng một năm nữa thì có đầu mọi chuyện đều im điềm, không có vấn đề xảy ra hết. Được một cái hôm đó bạn nhắn tin rồi chia tay em, và lấy một lý do rất là đơn giản thôi, tại em nhỏ con. Thì cái vấn đề đó là em đã biết rồi, từng gặp gia đình bạn bên đó và cũng kiểu giống như là qua lại, tưởng là mình đã cải thiện được cái mối quan hệ, giống như cải thiện được cái quan điểm của người ta nhìn về mình. Thật ra nhỏ con không phải là không chăm lo, không quan tâm chăm sóc hay là không thách khe được rating cho bạn gái. Nhưng mà kiểu người ta vẫn quan điểm là không có xứng đôi, vừa lứa. Hai quan điểm kỳ, nhỏ con hay là bự con cũng không quan trọng gì hết. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái áo mà hơi hồng với lại cái áo mà hồng thiệt á, thì bự cũng như nhau thôi, chứ cũng ai nhỏ bé hơn ai. Đó mà cứ ảo tưởng vậy đó. Ai đời mà lên một lần 10 kg mọi người, mà cứ chê người ta mập được, không biết cái loài gì. Trời ơi. Nói nghe nè cưng. Con có ngại cái người bạn gái mình lớn tuổi hơn mình không? Dạ không, bạn gái đầu tiên của em cũng lớn hơn em 2 tuổi. Ồ vậy đó hả? Em tuổi chuột, bạn tuổi tuất. Tuổi tuất? Dạ. Để hỏi bạn này bạn tuổi gì? Em tuổi heo ạ. Tuổi heo? Ở đây tuổi heo. Không sao. Vẫn ok. Tuổi heo. Dạ. Còn em tuổi gì? Dạ tuổi chuột. Tuổi chuột? Dạ. Rồi, tuổi sao người vậy? Ủa như vậy là hơn nhau, đâu phải là 2 tuổi hả? Nếu mà bạn kia mà là tuổi tuất thì là hơn 2, bạn là tuổi heo chắc hơn 1. Dạ. Có 1 tuổi à? Không sao. Gái lớn 1, trai lớn 2. Cưng sanh năm bao nhiêu? Sinh 1995 ạ. 1995. Em sinh năm 96 nhưng mà vậy. Đúng rồi, hơn có 1 tuổi à. 1 tuổi thôi. Trời ơi, tưởng gì đâu. Trời ơi em gái. Tôi coi mắt sắn nè, trời. Gái dễ thương quá trời đất luôn vậy đó. Có tuổi không sao chừng á. Giờ muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Cao. Cao hả? Cao không được hói. mà răng đẹp. Chết cha, đừng nói chữ hói ở đây. Có người người ta không có thích xài cái chữ hờ, hoi hoi, sắc hói. Không thích là không thích. Thì không thích đó. Ừ, hói thì có liên quan tới cái gì đâu. Thì có nói hói là đâu, một bệnh về sinh lý. Đâu có đó. Bởi vì con người ta lớn lên bị càm ràm quá thì nó cũng sẽ hói thôi. Hói mà người ta tài giỏi, hói mà người ta yêu thương, hói mà người ta chân thành thì cũng phải yêu thôi. Thấy chưa? Cứ đụng đến chữ hói một cái là chạm vô cái nọc mà nó xì khói. Ngộ lắm. Nè, để nói trong xích là nói với thằng gái xíu coi. Em nó sợ. Bây giờ em nó con nít mà, bây giờ nó có sao nó nói vậy thôi. Thằng gái ơi. Dạ. Thằng trai cũng hơi cao một chút thôi. Cũng cao mấy, tròn cao thì cũng hơi khó. Răng thì cũng đẹp. Hơi chưa đẹp chút được thôi. Cũng không cao mấy. Dạ. Tóc thì cũng sương sương. Nó cũng sương sương hói. Hói sương sương. Nói chung mọi thứ nó con chút xíu thôi. Không biết nó có phát triển nó không thì chưa biết. Mình thấy sao? Được không? Nhưng mà em đòi hỏi là cao bao nhiêu nè? Cao trên 1m65 ạ. Cao trên 1m65, mình cao bao nhiêu nhỉ? Con gớt 5 nút luôn á. Là 1m6 hả? 1m6. 1m6. Nhưng mà có thể cải thiện bằng đôi giày được. Nhưng mà ví dụ như người ta tuổi trẻ tài cao, đúng rồi, hay là người ta là cái người đàn ông của một cái sự nghiệp rất là tốt khi mà ở tuổi trẻ, sự cầu tiến giống như nãy bạn nói á, rất là cầu tiến, có ý chí. Đó thì bạn suy nghĩ như thế nào nếu mà để lựa chọn giữa một người đàn ông đẹp trai, thiệt là đẹp trai, nhưng mà bạn phải nuôi ha, bạn phải chịu đựng người ta là gọi là gì ta, gia trưởng ha, người ta bắt bạn phải giỏi việc nước đảm việc nhà, với một người đàn ông mà chỉ gọi là thiếu có 5 phân thôi là bạn đòi 1m65 đúng không, 1m6, nhưng mà người ta là một người đàn ông của sự nghiệp, người đàn ông của sự ý chí thì bạn gia đình chọn sao, bạn chọn cái nào? Cái này để em xem xét lại. Xem lại hả? Dạ. Nói chung là để xem lại đi. Thôi để xem lại đi ha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi nha. Đúng rồi. Rồi. Em gái đi với ai vậy? Em đi với anh trai ạ. Anh trai. Anh ruột á hả? Dạ. Rồi. Dạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn thể chương trình và các bạn khán giả ở đây. Em là anh trai ruột của bạn Lý. Thì theo anh thấy thì bạn Lý cũng hơi khó tính một tí, nếu mà bạn nam mà có đồng ý tiến tới với bạn thì cũng phải đừng có gia trưởng quá với bạn đấy, bạn ấy hơi khắt khe. Thì anh thấy bạn nam thì bạn nam cũng được, phong độ, đẹp trai. Cảm ơn anh. Còn hai bạn thì theo anh thì cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi, đến được với nhau hay không thì do hai em thôi. Chào chương trình. Rồi, cảm ơn anh trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với anh họ em, mà cũng là bạn thân của em. Vừa là anh, vừa là như hình với bóng vậy đó. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả, chào đại diện nhà gái và chào em gái. Thì anh là anh họ của Lượng. Thì Lượng là một người anh rất là tự hào, rất có chí cầu tiến và tự lập. Thì ngoài ra Lượng còn biết làm việc nhà, cũng có sự nghiệp tương đối ổn định. Tuy nhỏ thôi nhưng mà Lượng có thể che chở được cho em. Còn bạn gái bên đây là Lượng ơi, tuyệt vời. Dù có cỡ nào thì cũng phải bấm nút. Đi 2 về 3 nha Lượng. Xin lỗi. Gái có nghe câu ta nói không? Dạ. Nhỏ nhưng mà có vỏ. Này quan trọng lắm. Thôi mở rào. Bắt đầu đi em. Sao ngồi cứng đơ vậy? Bắt đầu đi em trai. Đó, dạ. Mình quay qua đúng rồi. Chào em. Tặng nhìn quà, tặng cáp rồi đi. Dạ. Trời ơi. Lo nhìn không có tặng quà luôn rồi. Em nhìn cái em đam mê luôn. Đam mê luôn hả? Hôm nay đến với anh cũng có một cái bó hoa anh gửi em. Thì nãy mọi người đều có rất là nhiều bông, mà riêng anh chỉ có một bông. Tại vì anh muốn em là duy nhất của anh. không ngờ là không có một ai khác chạm vô được nữa. Anh xin tặng em. Dạ em cảm ơn. Bài đó thì bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra anh đó. Đưa bông, trời ơi đưa bông tôi giữ giùm cho. Trời ơi bữa nay vàng bạc đá quý nhiều quá. Mày lắc chân nữa kìa. Đáng lý ra là nó vàng nữa mà nó dịch cái giờ nó gớt xuống bạc luôn. Làm sao? Chị Vy bà tới đột xuất quá, cái tờ vàng nó gớt bạc. Chết rồi. Em biết gào. Bây giờ ông phụ đi chứ bây giờ tay nó dày mà nó lắc nó đeo cái gì. Để từ chừng nào nó vô là 12 giờ đêm mới vô tới. Kệ nó ra rồi, nó ra luôn nè. Nó ra. Làm sao cho ra thì tùy nó. Nó ra. Không ra là không về luôn á. Không ra cũng phải ra. Hỗ trợ đi cưng, hỗ trợ đi tội. Đó hỗ trợ. Ôi ra rồi. Đó thấy chưa? Ra rồi giờ không vô được. Có cách nó ra mà. Không biết sao nó rung quá. Bạc đây á là không phải là bạc tình bạc nghĩa đâu nha, mà ý nghĩa đó là răng lòng đầu bạc á. Răng lòng đầu bạc rồi. Thấy chưa, ba người cuối cùng cũng được, thấy chưa? Nhân đây em cũng tặng anh một chai nước súc miệng thì trời ơi. Anh súc miệng bác sĩ răng mà bệnh nghề nghiệp. Không có em tưởng đâu là tặng cho em cái vé để em tẩy răng hay cạo vô răng. Có anh. Tình yêu mới gặp nhau tặng chai nước súc miệng. Cũng có ý lắm á. Không em thơm mà không biết sao. Ừ. Thôi được rồi. Trở về vị trí cho các bạn. Dạ. Rồi bây giờ mình trò chuyện với nhau đi. Anh xin phép hỏi em tên nha, tại nãy em nói nhỏ quá anh nghe không có rõ. Em tên Lý á. Lý? Dạ. Hoa Thiên Lý? Dạ. Qua trò đó nãy giờ thì em thấy anh như thế nào? Tại vì anh thấy là anh trai nói anh có vẻ khó, nhưng mà anh là người miền Tây nên là rất là dễ dãi, phóng khoáng lắm. Anh là người miền Tây ạ. Bởi vì anh muốn tìm một bạn nữ kiểu chín chắn hơn anh, cứng rắn hơn, nói chung là trên cơ một xíu á. Nhưng mà kìm cái tính mỗi lần mà đi nhậu với ông nội bạn thân nè. Đi với bạn thân là ngủ quên tại mông luôn, xõa. Bây giờ cần người xúc em về. Em thì em cũng hơi khó tính. Em cũng có những quy tắc riêng của mình. Ví dụ như là em không thích người đến trễ. Em cũng không thích người mà keo kiệt quá. Rồi kiểu như là gia trưởng là em không thích người như thế. Mấy cái đó em yên tâm, anh không có nào hết trơn. Nhậu nhẹt thì em nghĩ là nên nhậu nhẹt thì giữ gìn sức khỏe, chỉ nhậu mức vừa phải thôi, chứ không nên nhậu quá mức. Thì thật ra thì anh cũng không có thường nhậu đâu. Lâu lâu ví dụ mà có đối tác khách hàng lớn thì bắt đầu mới kiểu người ta mời mình mới nhậu thôi. Còn mà bạn thân bạn bè thì kiểu năm mới gặp được có một lần, ngay sinh nhật thì mới có xả nhau thôi. Như thế thì không vấn đề gì. Em có thường hay đi du lịch không? Em có thường hay du lịch không? Em thì cũng khi có dịp thì em sẽ đi thôi. Em thích đi biển. Em thích anh đi biển. Thường là hay thích đi đâu? Anh đâu anh cũng thích đi chứ, chân anh chân đi mà. Hiện nay là anh đang làm việc và sống ở Sài Gòn luôn đúng không ạ? Đúng rồi, anh làm việc và sống ở Sài Gòn nhưng mà anh chưa có nhà. Hiện tại anh đang ở trong khách sạn luôn. Nhất là một phần là để tiện cho công việc á. Thứ hai là ở đó giờ giấc nó hơi nghiêm khắc xíu để đỡ đi chơi với mấy ông nội này, mấy công hư. Là nói sao là ở trong khách sạn luôn? Dạ đúng rồi, em ở trong khách sạn. Tại vì cái khách sạn nó là nhà của em luôn hay sao? Em xem nó như là cái nhà vậy đó. Chứ không có nhân viên nào mà được ở khách sạn. Tại vì mình kiểu mình tiết kiệm á chị. Trời ơi, mức giá nhà ở quận nhất mắc lắm. Ít nhất cũng phải 3,5 triệu một tháng. Khách sạn của em ở quận nhất luôn. Dạ mà ngay Phú Tây đường Phạm Ngũ Lão. Rồi thôi xong đó, hiểu à. Cái nhà đó là của ổng luôn đó cưng. Không có đâu. 24 tuổi vậy là quá giỏi luôn á nha. Tại vì em tự lập từ nhỏ mà. Bây giờ nãy lúc đầu em có giới thiệu là em không có, em sinh ra thôi nhưng mà em lớn lên ở nhiều nơi. Thì giai đoạn từ nhỏ cho tới học hết cấp 1 là em ở Cà Mau. Sau khi bắt đầu đầu năm học lớp 6 là em chuyển lên trên Lâm Đồng em sống với cô em, tại vì cô em lớn tuổi nhưng mà không có gia đình, cũng không có chồng con gì hết nên em chuyển về đó sống với cô. Sau một thời gian thì dưới quê em ba mẹ em có một số việc sự cố nên là ngoài ý muốn rồi em mới chuyển về, thì sống ở Đà Lạt cũng khoảng được gần 4 năm là xong rồi về quê, nhưng mà cũng không có ở với ba mẹ nữa. Lúc đó có cái chòi tôm á mà hồi nhỏ sợ ma nữa mà không ai giữ vuông hết, đẩy em ra ngoài đó. Em giữ vuông mỗi đêm mà gió nó xào xào đâu dám ngủ đâu. Qua nhà ông hàng xóm gọi cửa cho ngủ ke. Rồi xong cái mọi thứ em đều lo làm được hết. Nên là khi mà tụi em có, hai đứa mình có đến với nhau á, thì việc nhà em cứ yên tâm, anh bao hết. Yeah. Em chỉ có việc ăn uống, đi làm và làm đẹp thôi. Trời ơi, tuyệt vời ha. Rồi xong rồi sau khi rồi tiếp tục đi học đại học, là coi như là khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn chỉ sống ở nhà có được khúc à, còn nhiều là sống ở ngoài đời không à. Nên là mọi thứ đều phải tự lo hết. Đây là một người đàn ông bản lĩnh đó ha. Dạ. Bây giờ thì chúng ta nói một chút về những cái nguyên tắc trong tình yêu đi. Mỗi đứa có những cái nguyên tắc tự đề ra phải yêu như thế nào và tôn trọng nhau thế nào, khi cãi nhau thì như thế nào. Thì anh nói trước ha. Dạ. Thì anh quan niệm là yêu là phải chân thật. Có gì mình cũng cứ thẳng thắn mà nói với nhau cho nghe. Thứ nhất là đừng có im lặng. Im lặng giống như là cái bệnh ung thư vậy đó, mà giai đoạn cuối á, ghét hồi nó ra đi luôn, hồi nào không hay. Có gì nếu mà em không thích anh, không hài lòng anh ở vấn đề gì đó thì em có thể nói trực tiếp với anh. Còn thí dụ mà khó nói quá, hai đứa mình hẹn nhau ca nhậu ấy, nhậu vô có can đảm nói được hết. Thật ra đây cái ngày là anh không thích nói dối. Tại vì trước sau gì cây kim trong bọc nó cũng lòi ra thôi. Em phải dùng nhiều lời nói dối khác để em lắp là cái lời nói dối đầu tiên. Thì trước sau gì em cũng biết, nên là anh không thích nhiều bạn nói dối. Thật ra cái suy nghĩ và quan điểm của anh cũng khá giống em. Em suy nghĩ tình yêu nó phải chân thật, chân thành đến từ hai phía, và sự lắng nghe và chia sẻ của hai người thì mới có thể đến lâu dài được. Chứ còn tình yêu mà nói chung không có sự lắng nghe chia sẻ thì sớm muộn gì cũng tan thôi. Và em cũng không thích sự dối trá. Dối trá sớm muộn gì cũng nói được ra, giống như anh nói thôi. Nên là em hỏi bạn gái đi, bây giờ là em bao nhiêu điểm trong cái tiêu chuẩn mà của bạn gái đề ra? Nhóm mình được bao nhiêu phần điểm rồi? Nếu mà thang điểm 10. Đấy, cũng hơi khó ấy. Tại vì em cũng muốn người bạn trai của em cao cao một chút xíu, nhưng mà anh lại hơi thấp. Nhưng buồn là em thấy anh là một người có ý chí và có bản lĩnh. Không có vấn đề cao anh cải thiện được. Trấn Thành còn đi về độn được mà. Anh đi theo được. Thì thật ra thì giống như anh giống như bạn thân anh là nó nói đó. Cho dù hôm nay quyết định của em là thế nào, nhưng mà quyết định của anh đã đến đây. Mình đã mất mấy chục năm trời mới tìm được em mà. Nên là cỡ nào cỡ anh cũng sẽ bấm nút. Hy vọng cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ. Hãy hát tặng nhau một chút xíu nào đó để chúng ta có những cái cảm xúc trong buổi gặp mặt. Thôi em hát trước đi. Anh biếu quá à. Quên. Hát đi, hát cỡ hả? Hay quên luôn hả? Quên luôn rồi, rối quên rồi. Thì cuộc đời anh từ khi mà kết thúc cái mối tình đầu tiên á, nếu mà em có vô sau này mình sẽ add friend Facebook thì em sẽ thấy cái trang Facebook của anh đó, nó đang xì lì à. Nên là bởi vì những bài nhạc anh hát nó đều nó hơi buồn xíu, nhưng mà đó là những gì anh cảm nhận anh hát. Hy vọng em thích. Với lại cũng mong là sau hôm nay thì cái em sẽ làm cho cái Facebook của anh nó tươi hơn xíu, nó có màu sắc hơn xíu, nó hồng hơn xíu. Hồng là hồng là tình yêu của hai đứa mình chứ không phải là học BD nha. Em xin hát một khúc. Đứng lên hát đi để mình truyền được hết cái lửa với cái lực của mình cho bạn gái. Tại em sợ mà nắm vô cái nó tê tê, nó rung rung cái là em hát hết nổi luôn á. Kệ, chấp nhận. Đứng lên đi cưng. Em sẽ hát khúc bài hát trong Cánh Hồng Phai của Trấn Thành đó. Thì Cánh Hồng Phai. Nên như một đó hồng phai, hương sắc heo hồn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em, mẫn bầu tiếc nuôi trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cơn rung rơi, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút đang ngái lần đầu cho thêm càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân gửi theo mối tình. Em xin hát khúc đó thôi, em hết nhớ. Thôi được rồi, hai bạn về vị trí đi. Chúng ta hết thời gian. Mình cũng đã có một thời gian khá dài để cùng trao đổi và cùng đón nhận ý kiến của những người thân ở dưới. Hãy để cảm xúc lắng lại, suy nghĩ thật kỹ. Hai bạn để tay vào nút bấm đi. Bấm sau lưng em. Đây, dòng cái tay qua đây nè. Dòng tay qua đây nè. Đúng rồi. Ngồi sát vào trong bạn gái, chúng ta sẽ dễ. Đó. Rồi. Đó. Thấy chưa? Nào, bây giờ có thể nói chuyện vui, có thể tranh luận với nhau, có thể những suy nghĩ chưa hợp với nhau. Nhưng mà đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra xem đây có phải là nhịp đập của con tim, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật thì bấm nút, nếu không thì không cần bấm. Chúng ta không thể dối lòng mình trong lúc này được. Hãy bấm vì trái tim của mình, bấm với trách nhiệm, bấm với suy nghĩ chân thành của mình. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Wow. Cô ấy đã thay đổi về quan điểm sau khi gặp anh ấy. Nói thiệt nãy giờ Vân để ý bạn nam, bạn có cái nét của Quỳnh Đông á. Quỳnh Đông bên diễn viên Quỳnh Đông á, rất là duyên. Em trai có tính thuyết phục và phải nói cái bản lĩnh đó, cái cá tính của em ấy chinh phục cô gái. Nào hãy nắm tay, hẹn hò với nhau. Chính thức rồi đó ha. Đúng không? Thuyết phục không? Ha. Trời ơi ghê thiệt chứ. Nào, mình trước mặt người thân đó, mình hãy hứa điều gì đi. Có ba mẹ của cô gái đang theo dõi truyền hình. Con xin hứa với hai bác với lại anh ở đây thì cho dù sau này có khó khăn hay là vấp ngã như bao nhiêu cuộc đời sóng gió, em sẽ luôn vững lòng và đứng sẵn sàng che chở cho em và không bao giờ thay đổi. Em gái giống như ba mẹ của bạn đang coi luôn đó. Nói luôn. Con chào hai bác, nay con có cô sẽ có dịp lên chương trình và gặp anh ở đây. Con cũng thấy anh là người rất là chân thành. Con cũng hy vọng là các quan gia tìm hiểu sẽ có cơ hội được làm dâu của hai bác. Trời ơi. Rồi còn chần chừ gì nữa, trao nhau nụ hôn đầu nào. Có dùng món quà trước không? Thôi không má, chắc khỏi đi, em có nhai Cuneo rồi. Hả? Cất đây nha. Em xin phép anh cho em hôn bạn Lý ạ. Anh bạn gái cũng đẹp trai đó. Em là bác sĩ phải không? Rồi, anh gặp đó em rồi nè. Dạ.